Hoàng Gia xin mến chào các bác nhá. Trong clip ngày hôm nay thì Hoàng Gia sẽ gửi các bác một cái bộ thớt của dàn chung Kenwood. Hoàng Gia không nhớ là có một bác có comment ở trên kênh của Hoàng Gia Đô. Các bác ấy muốn hỏi cái bộ Kenwood G9 các bác nhá. Đây là bộ Kenwood G9. Thì hôm nay bác ấy hỏi cái bộ dàn mà không thấy bác ấy, em có trả lời các bác là còn, nhưng mà không thấy bác ấy chủ động liên hệ lại, thì không biết bác ấy bận này là như nào thì em không rõ. Thì trong clip này hôm nay thì Hoàng Gia sẽ quay và test cái bộ bốn thớt Kenwood này G9 để gửi bác khách nào đang quan tâm hoặc là bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp nhá. Thì bộ G9 ngày hôm nay thì là một bộ chạy chức năng như sau. Đó là chạy AUX kết nối TV điện thoại máy tính, và công suất nó đánh những cái đôi bát 25 như Onkyo này rất là căng các bác nhá. Đánh cực kỳ căng đét luôn. Một bộ dàn mini dàn chung thôi nhưng mà công suất rất là lớn. Thứ hai là con này có cái hay nữa là có cái giải mã các bác nhá. Tức là cái thớt giải mã này, giải mã không cần mồi các bác nhá. Nó giải mã cực kỳ hay, 24 bit luôn. Đấy. Thì đây là cái thớt này, nó các bác mua về có thể vừa trưng bày này, vừa có thể ghép nghe AUX và đặc biệt là nghe giải mã luôn. Đấy, thì còn thớt CD trên cùng này nó hỏng rồi các bác nhá. Thì coi như để trưng bày thôi. Còn ba cái thớt này là hoạt động ok nhá. Đấy, ở đây nó có cả cái mặt màn hình rất là to này. Nó hiển thị luôn này, đấy. Và ở đây nó có thể hiển thị cái mở ra là cái bàn như này các nhá. Thì cái này thì coi như là chúng ta cũng ít dùng đến thôi. Đấy. Ấn thì nó đóng vào. Và bây giờ Hoàng Gia sẽ đi test cho các bác nhá. Đầu tiên là em test chế độ AUX này. Đây, trên màn hình hiển thị AUX này. Trên này nó có các chế độ các bác này. Đây này, tab này, CD này, CD hỏng thì bỏ qua, MD này. MD chính là cái thớt này này, chính là cái thớt giải mã này các bác này. DVD AUX này. Đây. Đấy, tuner này. Tuner thì bỏ qua nhá. Tuner thì nghe FM, thì con này FM em không nhớ là 108 hay là bao nhiêu nữa thì coi như em bỏ qua. Đấy. Chỉnh effect equalizer này. Đấy, equalizer có pop này, drop này, clap ra này. Đấy. Thì giờ em sẽ test chế độ AUX trước nhá. AUX đây. Đấy, các bác nghe nhá, nó đánh đôi loa Onkyo Bass 25 rất là căng luôn nhá. Đấy. Bác. Trên này còn có cả surround đấy nhá, cho chế độ xem phim này, đấy, movie này, music này, stereo đây. Thì nếu nghe nhạc các bác để chế độ stereo nhá. Đấy. Tiếp theo là em sẽ test đến cái chức năng cổng quang nhá. Cổng quang thì các bác bấm vào nút MD này. Đấy, MD đây thì em đang kết nối từ một thiết bị phát, đó là chiếc đầu CD em phát cổng quang nhá. Đây các bác nhìn digital 2 này. Đấy, các bác nhìn nó tia nó nháy này. Đấy. Đây là giải mã quang các bác này. Đấy. Màn hình còn rất là nét nhá. Đây. Đây, quay đằng sau em hướng dẫn luôn các bác nhá. Đây, dây quang đây. Dây quang em đang kết nối vào đây nhá. AUX digital AUX 2 này, đây cổng quang này. Ở đây có hai cổng quang các bác nhá. Còn một cổng đây nữa thì em không, cổng này là cổng digital 2 là không rõ là cổng gì. Tóm lại em đang cắm cổng 2 này. Đấy, cổng 2 này ok nhá. Còn cổng cắm từ TV xuống đây là em đang cắm ở cổng DVD AUX nhá. Các bác có thể cắm cổng tab cũng được nhá. Đấy, cổng tab này nó có hai cổng, một cổng in, một cổng out. Thì các bác xem cổng nào cổng in hoặc cổng nào cổng out nhá. Cắm một trong hai cổng này nó sẽ nhận. Công suất của cục dàn này thì em cũng thông báo cho bác là 135W luôn này. 135W điện là 100V. Đấy, sản xuất tại Made in Japan luôn này. Đấy. Đây cổng AUX đây, các bác cắm vào cổng này nhá. Và chuyển chế độ là về cái chế độ là DVD AUX giống như Hoàng Gia vừa giới thiệu các bác cắm nhá. Tất cả các bộ cáp này đều là cáp zin và cắm sẵn cho các bác rồi nhá. Về các bác chỉ dùng thôi. Đấy. Đấy, đây là dây quang các bác nhá. Đấy. Dây quang em đang lấy ở trước đầu đĩa này ra này. Đầu đĩa này có cổng quang out thì em sẽ lấy nó phát ra đây để cắm ở đây để các bác nhé. Coi như là một chiếc TV thôi. TV cũng là một cái thiết bị giống như đầu đĩa thôi các bác ạ. Nó cũng là đầu phát thôi. Thì test cho các bác luôn. Đấy. Đấy, chỉnh cái quay đây. Hồn cô quạnh bơ vơ chỉ còn lại.
Kết lại thì bộ Kenwood này nó là 4 thớt. Chỉ có cái thớt CD là không chạy thôi các bạn nhá. Thớt này có giải mã không cần mồi này. Thớt này là thớt là gọi là thớt trung tâm điều khiển control center này. Thiếu thớt này là cũng coi như là những thứ khác không dùng được các bạn nhá. Và màn hình rất to và đẹp. Thớt cuối cùng là thớt công suất và chuyển các chế độ đầu vào. Bộ 4 thớt. Chiều cao của nó khoảng 45 các bác nhá. Chiều cao 45, chiều ngang khoảng xấp xỉ khoảng 30. Đấy, các bác cứ tính đi. Cái vị trí để kê nhá. Có thể đánh tốt những đôi loa bát 20 25 thoải mái các bác nhá. 20 25 đánh cái cục này vẫn ok các bác nhá. Đấy, Kenwood G9, Kenwood G9 và bộ này hôm nay thì Hoàng Gia xin phép để các bác giá là 2 triệu đồng các bác nhá, 2 triệu đồng. Đấy, nguyên bộ giải mã nó đã giá rất là giá trị rồi thì các bác có thể mua về để kết nối với các TV thông minh để làm giải mã luôn các bác nhá. Đấy, và cắm áo ích để nghe TV điện thoại máy tính. Với những nhà bác nào đang có đôi loa mà hỏng bộ dàn thì các bác có thể ghép thêm vào nhá. Đấy, 2 triệu đồng, giá không bao ship, ship code toàn quốc cho các bác nhá. Giá cực kỳ rẻ rồi các bác nhá, không có ít khi có bộ nào mà có cái giá như này, mà đặc biệt là có giải mã quang nhá. Đặc biệt là có bộ giải mã quang này nó đã là giá trị lắm rồi. Đấy, thêm một cái thước công suất nữa là giá chỉ có 2 triệu. Vâng, cảm ơn các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với Hoàng Giao theo số điện thoại trên tấm biển ạ. 0975884009. Địa chỉ mua hàng ở cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhé. Hàng ship toàn quốc, giá không bao ship. Vâng ạ, xin chào và hẹn gặp lại các bác.